Mình xin chào quý bà con ha. Mình đang có mặt tại Hội Xuân. Mà vườn này là vườn của ba anh Hạnh nè. Thì vườn này á, thì lúc nó bị si với nó bị hư bộ rễ ha. Lá nó kéo không có được, nó ra lọc mới rồi, xây rụng là cũ hết ha. Thế nó bị gông ghiêu thì mình cho xài men tút là ba cử ha. Anh này anh mua xài ba cử. Thì bữa nay thấy gông ghiêu nó hết nè. Nó tụt bớt nè. Mặt lá thì rất là đẹp ha. Khi mà phun men tút á, thì lúc nó ra lọc non á, nó sẽ giữ được lá già cho nó không có đổ lá già nữa. Với hạn nó hạn chế tình trạng trái nè. Qua nay thì miền Tây mưa rất là lớn ha. Thì men tút á, nó là đồng sinh học đúng không con? Nên mình phun vô á, thì vấn đề gông ghiêu á, thì nó sẽ chết từ từ. Nó là cơ chế tiếp xúc mà. Mình phun ở chúng chỗ nào thì chết chỗ đó ha. Mà khoảng 3 ngày sau bắt đầu nó đen. Mà nấm hồng thấy còn dính lá ha. Từ từ một thời gian sau mới rụng, nó mới trôi hết chứ nó không phải giống như là đồng hóa học. Nó sẽ cho liền. Nhưng mà phun men tút á, thì nó vừa chị nấm hồng gông ghiêu mà chị được trái lá nè. Là thế là chị được trái lá chứ đi đọt rất là mạnh ha. Do chất kích thích sinh học á. Và con ý nè, lá mình phun được trước nè. Lá cũ nè, như đó mình phun men tút xử lý nè. Lá rất là bự ha. Cây mình nó sạch, không bị. Vườn này, những cái vườn mà phun định kỳ thì ít khi nào bị nấm hồng với gông ghiêu á. Được lợi thế của men tút á, so với đồng hóa học á, là nó rất là mát, nó không có nóng cây nè. Khi mình phun vô giai đoạn lọt non á, nó không có bị gốc cây, không bị phá đọt ha. Phun có thể phun thời kỳ mang trái rồi hoa cũng được luôn. Nhưng mà đồng hóa học đưa vô thời kỳ đó thì rất là nóng nha, hư hết. Ngoài ra men tút nó có chất kích thích sinh trưởng nè, đưa vô giúp cây đọt nè. Mùa mưa này gông rất là nhiều hết. Vườn này lúc trước vị trí rất là nặng luôn. Nhìn đây thấy bên kia thấy mấy cây đẹp ghê luôn anh Hạnh. Còn thấy nè. Không lưỡng không. Ý là bữa nay trời mưa trời nắng thấy chắc còn đã dữ nữa. Vườn này hôm nay nghe ai khen không anh? Có, hầu như ai qua lại cũng khen. Mình từ vườn si mình kéo xuống nhanh ghê ha. Ừ. À, mới có gì đâu, có 1 tháng trời phải không? Ừ, 1 tháng. Cảm nhận, nêu cảm nhận anh xài men tút anh thấy làm sao? Thì, nói chung là tinh dùng tới lâu an. Dạ. Kia, tại vì cái vườn trên kia thì mình xài men tút được 6 tháng lúc em làm demo cho anh đó. Ừ. Thì rõ ràng trong cái thời kỳ mà mấy cái vườn kia nó cháy lá hết á. Thì cái vườn mình nó không có cháy lá không? Ừ. À. Nhưng mà cái vườn này không có xài nè, lúc trước nó có trái lá không? Có, vườn này trái lá quanh năm. Ừ. Là lúc nào cũng vậy hết. Dạ. 6 tháng nắng thì hầu như 6 tháng nắng được 2 tháng đầu không trái, đầu là trái luôn nguyên cái mùa nắng. Dạ. Nhưng mà cái mấy vườn trên á thì lúc trước mình xài men tút thì nó không có trái không? Ừ. Ừ. Lúc đó cái vòng vòng đây trái cũng dữ lắm nha, chứ không có ít đâu. Ừ. Nhà cái cây này cây si này hổm nè, cho tưới bệnh xịt men tút nè, nay nhìn nó đỡ rồi nè. Trời mưa nên quay cháo quá. Để sao quay lại. Thì vườn này cứ xài định kỳ đi, tới mùa nắng mình thấy có trái hơn không á. Ừ. Biết hiệu quả nó cao. Thì giờ có vấn đề gông ghiêu nấm hồng là thấy rõ rồi đó. Rồi, chào các bạn nha.